Hiện tại đang là 1 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Trên màn hình quý vị hiện tại là chiếc sập tứ diện gỗ hương huyết Nam Phi. Chiếc sập này có kích thước là 1m8, 2m2 và chúng tôi chuẩn bị trong quá trình hoàn thiện chiếc sập của anh khách hàng là vợ chồng anh Thắng Lý ở tại thành phố Yên Bái. Hôm trước anh đã về ký duyệt sản phẩm rồi. Đây chúng tôi đang trong quá trình quấn dây giáp đi, vẫn còn nguyên mọc, tôi quay video giới thiệu đến quý vị khách hàng. Mặt sập là, đây quay phần mặt sập là mặt là hai lá nhé, hai lá kích thước 1m8, 2m, vần vèo hoàn toàn tự nhiên này, bên này nguyên mọc. Còn đây là phần dạ quây sập đấy. Đây phần đặc sắc nhất của chiếc sập này, vân như vân cẩm lai luôn. Chiếc sập này có vân gỗ rất là đẹp. Đây là nguyên mọc, còn khi hoàn thiện lên là vân sẽ nổi lên rất là đẹp. Gỗ lạc thì gỗ được chọn lọc kỹ càng, không tì vết luôn. Quay đến dạ ngang. Đây là dạ ngang. Tuyệt vời luôn. Tiếp theo là phần dạ ngang bên phải. Đó. Cái sập này thì chủ yếu chúng ta là dùng để chơi gỗ thôi, chơi vân gỗ thôi, còn là về đục chạm thì không có gì thì nhiều cả, chỉ đục chạm mà một chút ở góc dập cả dưới thôi này. Và mọi người có nhu cầu thì liên hệ đến xưởng Đồ Gỗ Thùng Tám, số điện thoại là 0987 50 086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm tại website đogotung8.com, mọi người có thể xem chi tiết. Đây là hình ảnh tổng thể đây. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và xem video nhé.